Chào các bạn nha. Rất vui gặp lại các bạn ở video mới nhất của mình. Và ngày hôm nay mình sẽ có một cái clip test giữa cái chanh mình đang trồng với lại một cái trái chanh không hạt. Thì ở trên tay mình có hai trái chanh, đây là trái chanh nhà mình. Đây là trái chanh không hạt mình mua ở ngoài chợ. Thì hôm nay mình sẽ cắt đổ vô cái chung nhỏ này. Ở đây nó có đo mililít ha. Đó. Cho các bạn xem coi nước giữa hai trái chanh này nó như thế nào nha. Bây giờ mình tiến hành nha. Mình sẽ cắt cái chanh mình trước. Để nó qua một bên đi. Đó. Chanh này là nó mới vừa già thôi nha, chưa chín nha. Mình hái luôn. Còn hột nhiều lắm, này không phải là chanh không hạt nha các bạn. Chanh này có hạt bình thường nha. Này bỏ đi. Bây giờ mình sẽ dắt vô cái ly này, các bạn phải đổ vô đây để cho nó đừng có tràn ra ngoài. Mình theo dõi nha. Nước nó nhiễu ra ngoài rồi, thấy không? Giờ mình tiến hành mình đổ vô cái chung này nha. Hai mươi ml. Rồi bây giờ là tới trái chanh không hạt nha. Chanh này là nó to hơn cái chanh mình luôn đó. Chơi không có cân xứng mà chơi luôn. Rồi bây giờ mình sẽ đổ vô nha. Cộng vô ha. Này là 20ml hơn nha. Cái này nó sẽ chắc chắn nó sẽ nhiều hơn, nhưng mà không biết là nhiều hơn bao nhiêu. Đó, kết quả cho thấy các bạn thấy không? Là hai trái chanh này mặc dù trái chanh hạt nó to hơn. Đó, nhưng mà cuối cùng á, khi mình nhắc nước rồi á, thì cái lượng nước nó như nhau nè. Nếu mà tính đúng luôn á, lại chanh không hạt nó còn ít nước hơn nữa. Kết quả các bạn thấy chưa? Một phần á, là do chanh mình á, cái vỏ nó rất là mỏng. Nè các bạn thấy không? Cái vỏ rất là mỏng nha. Còn chanh không hạt cái vỏ rất là dày. À, so sánh với hai miếng các bạn thấy rồi đó. Khi mình dắt xong rồi bên đây nó sẽ không còn một cái miếng muối nào nó dính lại cho nó ra hết luôn nè, còn đây nó dính lại nè. Các bạn phải dắt rất là mạnh nó mới ra hết được mấy cái này. Mà nếu mà dắt mạnh như vậy the nó trong cái vỏ nó ra là nó sẽ bị đắng.
Rồi này là một clip test cho vui thôi, không có sự so sánh giữa cái mấy cái thương hiệu chanh hay gì với nhau nha các bạn. Cái này là so sánh cho các bạn thấy giữa hai cái trái chanh này nó như thế nào thôi. Rồi, chào các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở cái video mới nhất nha.